Hello mọi người, đây là sản phẩm ở bên nhà mình nha. Ok ha, sản phẩm bên mình thì sản phẩm chất lượng cao nhưng mà giá thì nó rất là rẻ nha mọi người nha. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ team của tụi mình. Đó, ok, cảm ơn tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Hoàng Vũ Official. Thì ngày hôm nay mọi người thấy mình ngồi ở đây và cái bộ dạng như thế này. Thì nói chung là mình đã làm cái series giả vờ tâm thần được 10 tập rồi. Đó, thì nói chung là khi mà thi dần như thế này á, thì mình muốn là mình phải xin lỗi bạn ấy, tiếp cận làm sao để mình ngỏ ý mình xin lỗi và mình nghĩ là mình muốn làm quen bạn đó. Thì ngày hôm nay bạn ấy không đi làm, mình xuống dưới quán thì không đi làm, mình có nhờ Uyên á, bé Uyên á, là giả vờ là cho xin cái địa chỉ của nhà Thi ở đi, rồi em nói với Thi là nhận hàng giùm anh. Thì hôm nay mình cầm cái đơn hàng như thế này đó tới để cho Thi nhận giùm Uyên á, và nói chung là lấy cái cớ để gặp Thi đó, chứ không có ý gì khác, để mình xin lỗi. Ok, mà sẵn đây thì mình cũng có giới thiệu luôn nha. Mình anh em nhớ là mình có bán ví và giao dịch nha anh em nha. Ok, đó thì anh em nhớ mua ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình lấy cái cớ này mình đi giao hàng, mình đi tới cái địa chỉ của nhà Thi ở, rồi mình sẽ tìm cách mình xin lỗi Thi nha mọi người nha. Ok. Cho Thi xuống nhà hàng. Rồi, ok, mình là nhân viên Thi và bây giờ Thi chuẩn bị xuống đây. Thì mời mọi người xem hết clip nha. Không biết là khi mà Thi gặp mình ở đây thì sẽ như thế nào nữa. Nhận hàng cho Uyên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hết bao nhiêu tiền rồi? Mình có được kiểm tra hàng không anh? Được. Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng ạ. Ủa ở đây hả? Dạ. Cho lên nhà chơi mới được không? Dạ không ạ. Sao vậy? Cái này mình chuyển khoản hay đi tiền mặt vậy anh? Chuyển khoản không được. Dạ. Vậy cho em xin số tài khoản đi. Số tài khoản hả? Dạ, để em vô lấy điện thoại. Cho em xin số tài khoản đi. Số tài khoản hả? Chuyện dạ. Momo được không? Dạ không, em không có xài Momo quá, em xài ngân hàng thôi á. Cho em xin số tài khoản đi. Số tài khoản hả? Dạ. Cho số tài khoản này. Dạ. Một chai Coca. What? Với một ly nước mắm. Dũng nè. Ủa sao lại Dũng mà đi giao hàng vậy? Hả? Sao Dũng lại đi giao hàng vậy? Hả? Dũng bán hàng rồi. Nhưng mà sao Dũng biết chỗ thì ở mà Dũng giao? Thì Dũng giao Uyên nhờ ship qua bên đây cho thấy nhận giùm. Cho Thi xin số tài khoản đi. Chai nước mắm kèm. Giận cho để đó Uyên chuyển khoản dùng sau. Ok. Nhưng mà mọi người muốn chuyển xíu rồi. Còn giận hả? Không, nói chung là giận. Nói chung là Dũng cũng muốn kiểu làm vậy để là quen Thi thôi. Nhưng mà Thi không thích điều đó. Thi không thích sự lừa dối của Dũng. Dũng không có lừa dối, Dũng không có lừa dối gì Thi hết á. Nhưng mà không, Thi không có thích kiểu đó. Nói chung là
Thi không chấp nhận được việc đó. Còn sau này như thế nào thì để cho Thi có thời gian suy nghĩ lại đi, bình tĩnh suy nghĩ lại, chứ Thi chưa chấp nhận việc những việc mà xảy ra trong thời gian vừa rồi. Thi cảm giác bị lừa dối đó, nên Thi không có ai. Dũng không có lừa dối gì hết. Thiệt. Không. Thiệt. Dũng không có lừa dối gì hết. Mà Thi cũng không biết là vì sao Yên lại giúp Dũng như thế này, trong khi đó Thi nói rõ với Yên là Thi không thích những cái điều mà trước giờ Dũng lừa dối Thi như vậy. Thi không hề thích. Trước giờ Dũng đâu có lừa dối Thi đâu. Chứ sao không giả khùng giả điên nữa, bây giờ giả bình thường đến đây xin lỗi làm gì? Thì nói sao cho hiểu ta. Sao không giả khùng giả điên rồi đi, đến kêu cô Keo uống nước mắm, rồi đến lấy ô tô bắt tôi hát này kia các kiểu đi. Stay. Sao không dạ khùng dạ điên đi, chứ đến đây làm gì? Thì mới chữa bệnh xong lại thích kiểu chọc đó nữa đúng không? Không, thích sao? Nhưng mà tóm lại là có bệnh thật hay bệnh giả? Nói không bị bệnh. Không bị bệnh. Nhưng mà thấy em thì em muốn bị bệnh. Không, bây giờ tôi quen lắm rồi. Bạn đó là, bạn Dũng nó bị khùng bị điên rồi. Còn bạn, riêng bạn là tôi không quen. Tôi bây quen giờ với cái sự khùng điên đó rồi. Bây giờ tôi không có quen. Vậy thế cho xin lỗi đi. Không em. Không. Yeah. Không. Không. Đừng, không có giỡn nha, không có hay ho gì đâu mà giỡn. Nhưng mà đừng có giỡn mày nha. Không. Nhắn tin trả lời đi. Không, Thi vẫn chưa chấp nhận việc đó. Nói chung mày vậy thì thôi. Bây giờ thì bây giờ chấp nhận thì cũng phải cho thời gian chứ. À quên, không phải, thì cũng phải mở tin nhắn. Người mà cho thời gian là Thi chứ không phải là Dũng. Ý là biết rồi, nhưng mà cũng phải cho kiểu nhắn tin thì cũng phải trả lời chứ. Nhắn tin hờn hờn không trả lời vậy. Không, việc đó, việc Thi trả lời hay không đó là việc của Thi. Mắc gì Dũng phải ép buộc Thi như vậy. Nhưng mà qua quán thì hay mời trà đá, thì giờ qua đây mời vô chồng yêu. Về đây không mời gì hết á. Nói chung là, nói chung là sao? Để cho Thi có thời gian, Thi bình tĩnh, Thi suy nghĩ xong rồi Thi mới ổn định lại đã chứ. Dũng nghĩ đi. Nói chung là khó nói lắm. Khó nói gì? Không. Nói chung là từ đầu tới cuối Dũng giả khùng giả điên, chị muốn là sao giờ không giả nữa đi, đừng có giả. Ví dụ như Thi cảm giác như sao, tại sao Thi đừng có giả vờ không biết đi, ai bị biết làm gì. Nha. Không. Đừng có giận đi nha. Sao không? Nói chung là không chấp nhận được việc đó. Quá, quá gian xảo luôn. Không ai làm gì mà gian xảo luôn á. Ừ. Phải kiểu bây giờ cho vô đi, mệt quá. Đi thì mệt. Cũng cho vô đi nha. Cho vô luôn nha, đi, vô. Đi thôi mình vô nha. Không. Vô lại thì khùng quá. Thì cho vô á. Nói chung là cho chung mở chặn tin nhắn đi. Mở chặn tin nhắn đi. Xong. Mở chặn tin nhắn đi. Không. Thả ra như là gì vậy? Không. Để thì suy nghĩ rồi thì mới. Suy nghĩ sao? Suy nghĩ về những hành động của Dũng làm đối với Thi á, là giả khùng giả điên á, lừa dối Thi trong suốt thời gian như vậy luôn á. Làm cái gì đâu á. Đến phá quán rồi. Dũng không ngô phá. Dũng đó, Dũng không ngô phá quán. Ờ, giả khùng giả điên giờ nó lái lại là quán phá rồi. Dũng chỉ muốn làm cái đó để Dũng tiếp cận Thi thôi. Thiếu gì cái tiếp cận, không phải là cứ giả khùng giả điên là tốt đâu. Nói chung là lo vào đi, mệt quá không muốn nói chuyện nữa. Không muốn nói chuyện. Nhưng mà sao ngày hôm nay không đi làm? Không, không thích đi làm. Vì Dũng hết khùng rồi, không thích đi làm nữa. Để em Dũng giả khùng để vô Thi làm nữa. Đi, vô thay đồ đi, xuống lên đi. Ta giận cho xin lỗi nha. Không. Không. Xin lỗi. Không. Thả ra. Nhưng mà không xin lỗi gì hết. Thi rồi. Chưa làm gì. Nhưng mà mở trang Facebook được không? Không. Nói chung là việc đó để
Thi suy nghĩ đã, bây giờ Thi đang ngủ, để Thi lên Thi ngủ đã. Đừng có nói nữa, đừng có níu nữa. Dặn luôn. Chơi bây giờ suy nghĩ đúng không? Đúng rồi. Khi nào trả lời? Chưa biết khi nào. Nói chung là khi nào cảm thấy ổn thì Thi sẽ tự động mở chặn ra rồi nói chuyện với Dũng. Đừng có níu hay này kia nữa, Thi dặn thêm á. Về đi, bye bye. Về đi. Thi ơi, Thi ngủ về đi. Đừng có đứng dưới đây. Chó nó ra cắn chưa? Đi về đi, Thi đóng cửa. Thì Thi lên đi. Thôi Dũng về đi, Thi đóng cửa. Về đi, đóng cửa. Về đi, lên đi. Lên đi, Dũng đứng ngoài đường mà. Về đi, đừng có đứng đây. Thì lên đi. Thì Dũng về đi rồi Thi lên. Thì Thi lên đi, Dũng về. Ngày đúng không? Lên đi rồi Dũng về. Rồi, về cẩn thận nha. Hello mọi người, thì Thi chắc là bây giờ kiểu là bữa giờ mình làm vậy thì bạn ấy kiểu là kiểu không thể chưa chấp nhận được, nhưng mà nói chung ngày hôm nay gặp được ở đây và biết được Thi ở chỗ đây rồi, địa chỉ của Thi ở rồi, thì chắc chắn mình sẽ xin lỗi. Khi nào thành công thì thôi, khi nào chấp nhận được thì mình lên tiếp. Ok, còn mình sẽ không bỏ cuộc được. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thì hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Ok, bye bye tất cả mọi người.